Bây giờ hãy xem chúng ta có bao nhiêu công thức liên quan đến số mol mà hay thường nhất trong cái phần này. Công thức đầu tiên mà chúng ta phải quan tâm, công thức này luôn dùng và ứng dụng mọi chất, công thức số 1. Đó là số mol sẽ bằng là khối lượng chia cho khối lượng mol. Khối lượng này tính theo gram, khối lượng mol này là khối lượng ứng với 1 mol đấy. Ví dụ sắt sẽ là bao nhiêu? Sắt là 56, nhôm bao nhiêu? Nhôm 27, kẽm bao nhiêu? Kẽm là 65, đồng bao nhiêu? Đồng 64, natri bao nhiêu? 23, sắt bao nhiêu? 56, nhôm bao nhiêu? 27 đúng không? Kẽm nào? 65, đồng 64. HCl là 36,5 đúng nào? Hiro đó là 2. Ok, thì ở đây công thức này là công thức dùng cho mọi chất hóa học. Chúng ta có số mol, ví dụ là N bằng khối lượng chia khối lượng mol. Khối lượng thì đâu? Theo gì? Theo gram, đúng rồi. Khối lượng mol tính theo? Cũng tính theo gram nhưng mà ứng với 1 mol. Đúng nào? Công thức số 2. Số 2. Đó là công thức liên quan đến cái nồng độ. Đúng nào? Nồng độ. Nó có số CM bằng N trên V. Nó suy ra N sẽ bằng thế nào? CM nhân V. Trong đó CM nồng độ mol trên lít. Đây là mol trên lít. Số N số mol và V là tính theo lít. Đây là mol trên lít. Đúng nào? Đây là công thức mà chúng ta thường xuyên dùng trong nồng độ. Và đấy chứ sao số mol liên quan đến nó. Đúng nào? Đây là áp dụng một cái chất trong dung dịch nhá. Đây là mọi chất, đây là dung dịch này. Công thức số 3. Số 3 là áp dụng với chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Ở điều kiện tiêu chuẩn thì nó có số mol thì bằng thể tích của nó chia cho 22,4. Đây là ở điều kiện tiêu chuẩn. Điều kiện tiêu chuẩn. Đúng nào? Ở điều kiện tiêu chuẩn. Như vậy chúng ta sẽ có gì nào? Công thức số 1 là N bằng M nhỏ chia cho M lớn, tức là khối lượng chia khối lượng mol. Công thức số 2 là CM bằng N trên V, tức là nồng độ mol bằng mol trên lít. Thì khi đó chúng ta tính được số mol bằng nồng độ mol đến thể tích của nó. Đúng nào? Hãy nhớ là V nhân lít nhé. Công thức số 3 là N bằng thể tích của khí ở đo ở điều kiện tiêu chuẩn và chia cho 22,4. Ok. Bây giờ ta sẽ áp dụng các cái lý thuyết này để đưa ra một bài toán áp dụng công thức này vào. Đúng nào?